À, chúng ta lại tiếp tục ở trong cái phần mà về của đại số lập 8 của chương 1 của về cái chủ đề đó là ta có được là nhân đơn thức, đa thức với một đa thức nha. Thì ở các video ở lần trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em rất là kỹ ở các cái dạng toán như thế này rồi. Thì hôm nay thầy cũng là thực hiện tiếp cái bài tập và số 5 này nha. Đây, cũng là tính giá trị biểu thức nhưng mà nó khác với hai giá trị biểu thức ở phía trước, đó là ta có được là ở đây là bao gồm một biến, còn ở bên này là bao gồm hai biến. Thì về cách thức chúng ta thực hiện cũng là như bình thường thôi. Thì nếu như các em chưa hiểu bài thì các em có thể là ở đây là thầy sẽ đưa vào một cái danh sách để cho các em có thể là thấy được là từng cái bài của nó là ta thực hiện như thế nào. Thì như vậy là một cái cách dạy mà cái cách học miễn phí cũng rất là hay, ta thầy cũng là xin chia sẻ với các em năm học này. Ok, thì thầy cũng là thực hiện biến đổi. Đầu tiên thì thầy cũng là sẽ thực hiện biến đổi nó đơn giản, cái đơn giản biểu thức này đi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ là đơn giản biểu thức này đi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ là thay vào thôi. Thầy có biểu thức A này sẽ bằng, các em thấy được là chúng ta bây giờ bên này nó chỉ có hai đơn thức thôi, thì chúng ta chỉ có việc là chúng ta lấy cái x này nhân cho toàn bộ cái biểu thức ở bên này, và chúng ta lại tiếp tục là lấy biểu thức bên này nhân cho biểu thức đơn thức này nha. Thì toàn bộ biểu thức này thì thầy sẽ là nhân cho x. Thầy có được là x nhân, rất là chi tiết ha, x nhân đấy. Còn bên này cũng là ta có được x nhân như thế này, và biểu thức còn lại thì thầy sẽ có được là chúng ta nhân y vào trong cái cả hệ biểu thức này, dấu cộng thì nó không bị đổi dấu cho nên chúng ta hoàn toàn có thể là nhân vào thôi, cộng cho y nhân cho đấy biểu thức như thế này ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là toàn bộ cái biểu thức này đều là nhân cho y cả, đấy, y nhân và cái này thì cũng là y nhân, và cuối cùng thì thầy sẽ có được là a bằng x nhân cho x mũ 3 thì thầy được là x mũ 4 ha. Và tiếp tục thì thầy có được là x, tức là làm gọn cả cái đơn thức này đi, x nhân cho x bình thì được x mũ 3 y, và sắp xếp thứ tự của nó lại là x và y cả em nha, cộng cho x bình phương y bình phương. Và tiếp tục cái biểu thức này thì chúng ta viết lại thôi đấy, trừ cho x y mũ 3 thì biểu thức này, thì biểu thức ở đây ta có được là y nhân cho x mũ 3 thì thay đảo lại ha, cộng cho x mũ 3 y. Và tiếp tục biểu thức này thì chúng ta cũng sắp xếp lại trừ cho x bình y bình, và tiếp tục thì biểu thức ở phía bên gần cuối thì thay có được là x nhân cho y mũ mũ 3 y nhân cho y bình được y mũ 3, và cuối cùng thay được là trừ y mũ mũ 4. Đấy, thì sau nữa thì chúng ta sẽ tiến hành rút gọn đi ha, các đơn thức nào mà nó rút gọn thì chúng ta rút gọn. Thầy có được là trừ x mũ 3 y, bên này có cộng x mũ 3 y, hai biểu thức này nó đổi lại lại với nhau cho nên chúng ta rút gọn đi, trừ cộng x bình y bình và trừ x bình y bình cũng hết, và cuối cùng thì thầy có hai biểu thức này nó cũng hết luôn. À, thầy xin lỗi, cái cuối cùng này là ta có được là y mũ 3 nha, y nhân cho x y bình là được x y mũ 3, đây x mũ 3 mà em đây, 3 ha. Thì hai biểu thức này cũng là tiến hành rút gọn đi, thì thầy cuối cùng thầy được một cái biểu thức như vậy ha. Này rồi, đây là một cái biểu thức thầy rút gọn sau cùng, rồi từ đó chúng ta sẽ là thấy thôi, thấy x bằng 2 y bằng trừ trừ 1/2, vào ta được cái gì đây, thầy có được là biểu thức A của nó là bằng x mũ 4 y mũ 4, thì thấy biểu thức này vào thì thầy có được là A bằng 2 ha, A ở đây được thể bởi 2 các em nhé, đây A đây được x đây được thể bởi 2, 2 mũ 4 trừ cho, các em nhớ bỏ dấu ngoặc này cho mà lồn nha, đây, trừ cho 1/2 tất cả mũ 4. Thì ta có được cái điều như thế này rồi thì các em hoàn toàn có thể là dùng máy để mà ta tiến hành tính toán ra để cho nó đơn giản hóa vấn đề đi. Thì đương nhiên em tính tay vẫn được nhưng mà không việc gì mà chúng ta phải làm từ làm khó mình như vậy. Từ cho các em nhập cho nó đúng nha, 1/2 tất cả mũ 4 lên, ok, nó ra được 255 trên cho 16, 255 trên cho 16.
Đấy, thì vậy là cái biểu thức A này nó bằng như thế này. À, lúc cái video ở đằng trước, bài tập số 4, thầy đã hướng dẫn cho các em cái cách mà chúng ta gắng để mà chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm tra kết quả trước. Còn video này cũng vậy, đó là ở đây hai cái giá trị này thì chúng ta thực hiện như thế nào. Các em vẫn hoàn toàn có thể thực hiện như thế này, đó là chúng ta sẽ có được là A này ít được gắn bởi A đã được ít bằng 2, do đó thầy có được là 2 này shift star A, tức là ít bây giờ chính là A rồi các em. Và B này thầy gắn cho trừ 1/2, shift star B. Như vậy thì em sẽ thấy được là A ở trong máy của mình chính là ít ở trong cái bài tập của mình, và B của mình chính là ý ở trong cái bài tập của mình. Thì từ đó thầy sẽ là kiểm tra cái này thôi. Thì các em nhập cho được nha, ít được thể bởi A ha. Đây, biểu thức này. Đây ha, ít được thể bởi A, thầy ghi được là A3. Ok. Đấy, A3 lên trừ cho A bình ha, A bình B đúng chưa, Y được thể bởi B, và cộng cho A. Các em làm thành thạo điều này đi, bởi vì khi mà các em đã thành thạo được cái biểu cái phần mà về các em rất là lợi thế ở không những bây giờ mà ở đằng sau này vẫn vậy. B ha, mũ 3 lên đấy, động ngoặc lại ha, xịt ra ha, động ngoặc lại rồi mở ngoặc ra, ít cộng ý chính là A cộng B đó, A cộng cho B, động ngoặc lại bằng một cái thì nó sẽ ra cái kết quả của mình đây. Thì đó, thì thông qua đây thì các em cũng hoàn toàn có thể thấy được là chúng ta sử dụng máy, chúng ta thực hiện cho nó bài bản như thế nào ha. Ok, chúng ta tiếp tục qua cái câu số câu B này. Và thầy cũng nói là các em hoàn toàn có thể là sử dụng máy để mà chúng ta có thể là kiểm tra kết quả, cũng có thể làm trắc nghiệm. Thì đó là những cái phần mà thầy sẽ thực hiện ở cái cuối cái chương học này. Tiếp tục với biểu thức B vẫn vậy, thì chúng ta tiến hành đầu tiên thì chúng ta tiến hành là rút gọn đi nó đi cái đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành thay vào ha, làm cho nó đúng chuẩn. Đầu tiên thầy nhân A cho toàn bộ biểu thức ở sau này. Đấy, A nhân cho toàn bộ biểu thức sau này, thầy có được là A nhân. Đấy, toàn bộ cái này thầy đều là nhân cho A bằng cái này cả. Đấy, đó. Đấy. Và ở biểu thức này thì chúng ta sẽ là nhân cho trừ B vào từng biểu thức như thế này. Nhân cho trừ B ha. Đấy, toàn bộ biểu thức như thế này. Thì ở đây nó trừ B mà nhân cho toàn bộ biểu thức như thế này thì đổi dấu sau này đi, thầy có được là trừ B. Ok, ở đây thầy làm rất là nhanh ha, bởi vì cả em cũng đã làm quen rồi. Nếu nhưng mà chưa làm quen thì cả em có thể là xem lại các cái video trước, thầy cũng là vừa mới làm luôn đây. B bằng thu gọn nó đi, A nhân A mũ 4 này, A nhân A mũ 4 được A mũ 5, cộng cho A nhân cho A bình B được là A mũ 4 B. Tiếp tục thầy có được là tương tự như vậy, thầy có được là A mũ 3 B bình. Ok, cộng cho A bình phương B mũ 3 là cái biểu thức này đây các em. Và cuối cùng thầy có cộng cho A B mũ 4. Ok, và tiếp tục thì những cái biểu thức bên này cũng vậy, các em sắp xếp lại cho nó rõ ràng nha. Trừ cho A mũ 4 B, rồi trừ cho A mũ 3 B bình phương, rồi trừ cho A bình phương B mũ 3, rồi trừ cho A B mũ 4, A B mũ 4 này, trừ cho B mũ 5. Như vậy B của nó thì cả em cũng là thấy được là những cái biểu thức, những cái đơn thức nào mà nó rút gọn được thì chúng ta rút gọn. Thì giống như những cái bài trước thì chúng ta cái biểu thức bên này nó rút gọn hết cả em. Thay ví dụ như là A mũ 4 B trừ A mũ 4 B nó hết, A mũ 3 B mũ 2 rút gọn bên này hết, vai toàn bộ cái biểu thức này cũng vậy, hay rút gọn nha. Và cuối cùng thì nó được là A mũ 5 trừ B mũ 5. Bây giờ thì cái điều cuối cùng của mình đó là chúng ta chỉ có việc là thay cái giá trị này vào thôi. Thì thầy nói là thay A bằng 3 và B bằng trừ 2 vào.
vào cái biểu thức bên của mình ha. Thì thầy có được là các em nhớ thay vào thì thay cho cẩn thận nha. Cảm ơn các cái dấu trừ với lại là dấu cộng các em thường bị sai, và kết hợp cái máy nữa thì các em sẽ là tiến hành cho nó cẩn thận hơn. A được thể bởi 3 nhé. A được thể bởi 3 nha. 3 mũ 5 trừ cho B của nó là trừ 2 các em. Trừ 2 mũ 5 lên. Và như lúc nãy thầy nói là các em dùng máy để mà chúng ta đỡ sai đi ha. Nhập y nguyên như vậy, 3 mũ 5 trừ cho đấy, trừ 2 mũ 5 lên. Ok, 275 ha. 275. Tiếp tục còn một câu cuối cùng nữa. Qua đó thì cả em cũng đủ thấy và cái bài này thì cả em hoàn toàn có thể kiểm tra bằng máy tính nhé. Để mà từ đó thì cả em có thể là kiểm tra máy tính như lúc nãy thầy thầy đã hướng dẫn. Tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ là thực hiện cái câu C này ha. Câu C này cả em cũng làm hoàn toàn tương tự giống như cái câu A và câu B vậy thôi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ là có được những cái điều như sau. Thứ nhất đó là thầy cũng sẽ là tiến hành rút gọn đi ha. Rút gọn cái biểu thức C này. Thì ở đây chúng ta sẽ là nhấn x bình nhấn cái x bình này vào trong từng cái biểu thức ở phía trước thì chúng ta sẽ là có được là đây, nhấn cho x bình phương. Đấy, từng cho từng biểu thức ở phía trước các em nhấn vào ha. Nhấn vào và tiếp tục ở từng cái biểu thức ở đằng trước này còn nhấn thêm một cái đơn thức đó là y bình này ha. Cộng cho y bình phương nhân. Đấy, nó rất là chi tiết ha. Đưa vào đây chúng ta sẽ có được là đấy, y bình nhân và y bình nhân. Và các em thấy được là chúng ta ở cái phần sau này nó không có ảnh hưởng gì cả thì chúng ta thực hiện tiếp ha. Tiếp tục thì C này thầy sẽ có được là và tiến hành nhân ta thu gọn cả cái đơn thức đi thôi. X mũ 4 trừ cho 2 x mũ 3 y và cộng cho 2 x bình phương y bình phương và tiếp tục là x bình cộng cho x bình y bình ha. Và cái này thì nó được là trừ cho 2 x y mũ 3 và cái phần cuối cùng này thầy có được là cộng cho 2 x bình phương y bình phương thầy xin lỗi là ở đây thầy có được là đại biểu thức này 2 x bình y bình thì nó bằng 2 y mũ 4 và cái phần sau này thì chúng ta viết lại ha. Đấy, và tiến hành rút gọn đi ha. C của nó sẽ bằng được là chúng ta sẽ có những cái điều để rút gọn như sau. Thứ nhất đó là trừ 2 x mũ 3 y và ở đây là trừ 2 x mũ 3 y các em. Trừ 2. Thứ nhất là trừ 2 x mũ 3 y. Đây, trừ 2 x mũ 3 y và cộng 2 x mũ 3 y thay rút gọn. Thầy có tiếp đó là trừ 2 x y mũ 3 và cộng 2 x y mũ 3 này cũng rút gọn ha. Đây cũng rút gọn. Và tiếp tục thì thầy cũng có được là trừ 3 x bình y bình bên này cộng cho 2 x bình y bình và cộng thêm một x bình nữa thì ba cái biểu ba cái đơn thức này nó tự động nó rút gọn với nhau. Vậy cuối cùng nó còn lại là x mũ 4 cộng cho 2 y mũ 4 mà thôi. Thì từ đây thì thầy sẽ là cũng là thay vào ha. Thấy x bằng trừ 1 phần 2 y bằng trừ 1 phần 2 vào biểu thức C thì thầy có được như sau. Đó là chúng ta sẽ có được là C của nó bằng được là trừ 1 phần 2 mà mũ 4 lên và cộng cho trừ 1 phần 2 mũ 4 lên. Ngay đây cả em hoàn toàn có thể dùng máy thôi để mà chúng ta thực hiện thôi. Trừ 1 phần 2 mũ 4 ha. Cộng cho trừ 1 phần 2 mũ 4 ha. Ok, bằng được là 1 phần 8. Ok,
Đấy, thì thông qua các cái bài như thế này thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em rất là cụ thể và rất là chi tiết để mà chúng ta có thể là lĩnh hội được cái kiến thức được gọi là thực hiện phép tính và sau đó tính giá trị của biểu thức. Thì đây là một cái phần rất là hay. Mong rằng các em đăng ký kênh và chúng ta tiếp tục ủng hộ đồng hành với lại các sản phẩm của website sotu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tutorial tiếp theo để mà giải cái các cái dạng toán tiếp theo này. Ok, bye bye.